Thực hư chuyện những bé gái có khả năng nói chuyện với người chết Vào một buổi tối muộn, gần nửa đêm cuối tháng 3 năm 1848, hai cô bé Kathy và Messi Fox đã bật khóc và gọi bố mẹ từ căn phòng ngủ của hai chị em tại ngôi nhà ở Hesdatfield của New York. Những âm thanh bí ẩn cứ văng vẳng trong phòng đã khiến cho các cô bé tỉnh giấc. Gia đình của Fox đã thắp nến và tìm kiếm khắp ngôi nhà nhưng không thể tìm ra nguyên nhân dẫn đến tiếng động đó. Đêm tiếp theo, những âm thanh đó lại tiếp tục vang lên và cả đêm sau đó nữa và tất cả các đêm trong suốt hai tuần liên tiếp. Mỗi đêm thì âm thanh này đều kéo dài khoảng vài tiếng và nó khiến cho gia đình cô Phob luôn sống trong sợ hãi, lo lắng và mệt mỏi. Ngày 31 tháng 3 thì hai cô bé gái đi ngủ sớm vì quá mệt mỏi và âm thanh đó gần như lập tức lại vang lên. Lần này thì Kate đáp trả lại tiếng ồn đó bằng những tiếng vỗ tay. Điều ngạc nhiên là cách làm này lại có hiệu quả với âm thanh đó. Magic cũng nhanh chóng làm theo và mọi thứ như thế đã đang yêu cầu tiếng ồn đó làm theo những gì tôi làm. Cô bé vỗ tay 4 lần và tiếng gõ cũng đáp lại 4 lần. Trong vài giờ sau đó thì hai cô bé vẫn tiếp tục giao lưu với nguồn gốc dẫn tới âm thanh đó. Và qua việc yêu cầu và đáp trả này, thì hai cô bé hiểu rằng đây là một trí tuệ vô hình. Linh hồn của người bán hàng rong bị ám sát có tên là Charlotte Birosna với thi thể vẫn đang được chôn bên dưới ngôi nhà. Rõ ràng linh hồn này chỉ liên lạc với Cathy và Magic. Và đêm tiếp theo thì Margaret đã mời hàng xóm xung quanh tới để xem các cô con gái của mình trò chuyện với linh hồn này. Ban đầu thì hàng xóm đều tỏ ra hoài nghi và đặt ra hàng loạt câu hỏi riêng tư về bản thân đối với thứ được cho là hồn ma này. Với sự trợ giúp của Cathy và Magic, linh hồn đã trả lời mọi câu hỏi bằng những âm thanh có hoặc không một cách chính xác. Những người hàng xóm cảm thấy rất sốc, kinh ngạc và sợ hãi, nhưng một số khác vẫn thấy cần phải có thêm nhiều bằng chứng hơn nữa. Một vài người tình nguyện tham gia đào bới trong căn hầm ngôi nhà của gia đình Ford để tìm kiếm thi hài của Charlotte Rossna. Tuy dòng nước phun lên đã ngăn họ không thể đào được tiếp tục. Nhưng việc không thể tìm ra bằng chứng này cũng không ngăn được những người tin vào điều huyền bí đó. Họ đã bị thuyết phục rằng có một linh hồn đang tồn tại trong thị trấn nhỏ này và rằng hai bé gái nhà Ford có thể nói chuyện được với người chết. Khoảng giữa thế kỷ thứ 19, thì hai chị em nhà Ford đã trở thành những người nổi tiếng. Họ đi vòng quanh trên thế giới để nói chuyện với những hồn ma bí ẩn. Đến năm 1880, đã có tới hơn 8 triệu tín đồ tin rằng chị em nhà Ford có thể nói chuyện với người đã khuất và khả năng của Kathy và Magic rất được coi trọng và được xem như là một hiện tượng tôn giáo có thể trở thành một dạng thuyết duy linh. Qua nhiều năm, thuyết duy linh đã truyền cảm hứng cho Arthur Conan Doyle, mang lại niềm hy vọng cho người vợ quá của tổng thống Lincoln, Mary Todd Lincoln, và khiến cho ảo thuật gia vĩ đại Harry Houdini vô cùng giận dữ với những luận điệu cho rằng tất cả mọi chuyện chỉ là một trò lừa đảo. Biết rõ rằng khả năng đặc biệt của Kathy và Magic sẽ không được công nhận một cách đúng đắn, trong ngôi nhà ở làng nhỏ Hattiesville, bà Margaret đã gửi hai cô con gái của mình tới sống cùng với cô chị Galit của họ ở Rochester, New York. Khi đó thì thành phố là mảnh đất màu mở cho các hoạt động chính trị, tự do tôn giáo và đổi mới công nghiệp. Ở Rochester, có những người giàu có, Margaret chắc chắn rằng họ sẽ sẵn sàng trả tiền cho khả năng đặc biệt này của hai cô em gái. Lên bắt đầu hành động, cô tổ chức cho hai em gái thực hiện buổi gỡ hồn ở Rochester và mời những người có tên tuổi tới dự như là Isaac và Amy Boss. Cô cũng thấy chỗ cho Magic và Kathy khi một trong hai người không thể thực hiện được. Vào ngày 14 tháng 11 năm 1849, thì hai chị em nhà Fox trong buổi này là Magic và Led đã tổ chức buổi gỡ hồn quy mô và công khai đầu tiên ở đầu đài Corinthian Hall, nổi tiếng ở Rochester, các tờ báo địa phương đều quảng cáo cho sự kiện này và những thông tin về sự kiện được lan truyền rộng khắp trên thành phố. Hàng trăm người đã kéo tới, một số cảm thấy rất ngạc nhiên, trong khi một số khác chỉ đơn giản là tới để châm chọc. Nhưng cuối cùng thì không một ai có thái độ nhạo báng cả, ít nhất là theo tờ Rochester Daily Democrats, những người có mặt không thể không thừa nhận bằng chứng của buổi gọi hồn rằng hồn ma đã thực sự ở đó. Magic, Cathy và Led trở thành những người nổi tiếng tầm cỡ quốc tế. Những ngôi sao thời đó như là Horace Wesley, William Colin Bryan, Sox Jonoy Schultz và William Lloyd Garrison đã tới để chứng kiến bộ gợ hồn của họ. Chị em nhà Fox đã đi khắp thế giới, từ London tới thành phố New York khiến cho mọi người đều có cơ hội chứng kiến họ có thể giao tiếp, giao lưu giữa cuộc sống thực và thế giới bên kia. Thông thường thì những người tiếp cận khả năng của hai chị em đều vừa trải qua sự đau buồn và tổn thương vì mới mất đi người thân. Chẳng hạn như là Mary Tooth Lincoln, người vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau vì không chỉ mất đi người chồng mà còn mất đi cả người con trai của bà, đã đến dự buổi gờ hồn của chị em nhà Ford. Những người mang trong mình nỗi đau như vậy luôn sẵn sàng bỏ ra gần như là bất kỳ khoản tiền nào để có thể nói chuyện với các thành viên trong gia đình của mình thêm một lần nữa. Valette người quản lý hầu hết mọi hoạt động tài chính của chị em nhà Ford đã vô cùng vui vẻ tiếp nhận điều này. Khi Magic và Kathy trưởng thành, thì cả hai càng ngày càng cảm thấy bực bội với chị gái của mình. Về lần họ từng muốn thoát khỏi những buổi gò hồ, nhưng Lex nói rằng điều đó là không thể. Mặc dù tiền thì vẫn tiếp tục chảy vào, nhưng dường như Magic và Kathy chỉ có được một phần rất nhỏ. Khi Magic yêu và bí mật kết hôn với nhà thám hiểm Asha Kankan Khan, Mặc dù điều này có vẻ như là không hợp pháp, lần đầu tiên cô giấu lát việc đó, nhưng rất nhanh chóng lát đã phát hiện ra và la mắng Magic và người yêu của cô. Mặc dù vậy thì Magic và Ken vẫn rất yêu nhau, cho tới khi ông đột ngột qua đời tại Havana, Cuba vào năm 1857. Magic bị trầm cảm nghiêm trọng và bắt đầu nghiện rượu. Đến ngày 21 tháng 10 năm 1888 thì Magic cảm thấy cô chẳng còn gì để mất nữa đêm đó trước hàng nghìn người tại học viện âm nhạc New York, Magic Fox mệt mỏi, trầm cảm nặng và gần như say xỉn đã tiến tới giữa sân khấu trước sự chứng kiến của khán giả và Katy bên cạnh. Cô đã tiết lộ một thông tin khiến cho tất cả mọi người đều chấn động, đó là chuyện của chị em nhà Fox chỉ là trò lừa bịp. Cô cho biết cả trên sân khấu và trong một văn bản thú nhận có chữ ký được đăng trên tờ New York World rằng sự lừa dối này đã bắt đầu từ khi họ còn là những cô bé. Âm thanh xuất hiện ở nhà họ tại Hadasvit không phải là tiếng động kỳ bí nào cả, mà chỉ là tiếng trái cây rơi xuống. Ban đêm khi chúng tôi ngủ thì chúng tôi thường buộc một quả táo vào sợi dây và kéo nó lên xuống, khiến cho quả táo đập xuống sàn. Hoặc chúng tôi thả rơi quả táo xuống sàn, tạo ra tiếng động lạ, Matrix giải thích. Và để tiếp tục trò lừa đảo này thì hai cô bé đã tìm ra cách tạo ra những tiếng động hoặc là tiếng gõ bằng cách là bẻ ngón chân, ngón tay và các khớp. Magic đã chứng tỏ mình là một người biểu diễn tài năng khi tháo bỏ giày, tất nhiên trên sân khấu và khiến cho các ngón chân của mình phát ra tiếng động. Cô cũng giải thích nhiều cách khác mà các chị em mình đã dùng để lừa mọi người, chẳng hạn như là gõ vào chiếc bàn được thiết kế đặc biệt và học cách viết trên một phiến đá chỉ bằng chân của mình. Tên New York Harrow miêu tả cảnh tượng đêm đó. Có một khoảnh khắc, điều đó thật nực cười nhưng sau đó lại trở nên lạ thương. Mọi tờ báo trên cả nước đều gọi đây là cái chết dành cho Thuyết Duy Linh. Bởi vì người từng giúp đưa nó trở thành một hiện tượng trên khắp thế giới lại tiết lộ rằng bản thân mình là kẻ lừa đảo. Thực tế thì Thuyết Duy Linh vẫn tiếp tục, nó thực sự hồi sinh sau Thế chiến thứ nhất. Nhưng chị em nhà Fox được xem như là những bà đồng. Các tín đồ đổ lỗi cho việc xe rượu của Magic hoặc thậm chí khẳng định rằng những linh hồn xấu đã xâm nhập vào người cô và buộc cô tố cáo khả năng của mình và cuối cùng thì Matrix cũng thỏa hiệp. Một năm sau đó, cô bác bỏ những lời thú nhận của mình và nói rằng khi đó tôi quá cần tiền và mọi người đã lợi dụng tình hình. Sự phấn kích cũng khiến cho tinh thần của tôi bị mất cân bằng. Khi đưa ra những tuyên bố đáng sợ đó thì tôi đã vô trách nhiệm với lời nói của mình. Các ba chị em nhà Fox dần bị chìm vào quên lãng và qua đời trong nghèo khó, bắt đầu với sự ra đi của Lex vào năm 1890 vào tháng 7 năm 1892, Kathy chết do nghiện rượu giai đoạn cuối, và chưa đầy một năm sau đó thì Magic cũng qua đời do các biến chứng liên quan đến nghiện rượu. Nhưng có một đoạn kết kỳ lạ đối với câu chuyện này. Vào năm 1904, Arthur Conan Doyle viết rằng, những học trò đã lẻn vào ngôi nhà cũ của gia đình Fox, khi đó được biết đến với tên gọi là Spock House. Ở đó thì họ tìm thấy các mảnh xương bám trên một bức tường đổ nát và sau đó được một bác sĩ địa phương xét nghiệm và cho rằng nó khoảng 50 tuổi, khoảng tầm tuổi qua đời của nhân vật Charles B. của Magic và Cathy. Sau đó thì mọi người nói rằng ngoài bộ xương thì họ còn tìm thấy hộp thiết của người bán hàng rong. Sau tất cả, chị em nhà Fox có thật sự nói chuyện được với người chết không? Hay bản thân câu chuyện về những mẫu xương cũng chỉ là một trò lừa đảo khác chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ biết chắc được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của một bà đồng thật sự. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.